19 trở đi chúng ta sẽ nghiên cứu từng loại cây ngải thông dụng ở Việt Nam hiện nay, tuy rằng nhiều cây có xuất xứ từ nước ngoài mang về. Nào, chúng ta bắt đầu với loại ngải đầu tiên. Ngải ấn, ngải tổ, ngải xoắn. Nghe tên ngải tổ, mọi người có thể nghĩ rằng đó là một loại cây ngải tổ của các loại cây ngải. Điều đó không đúng. Do hình thức của cây ngải này, từ tháng 5 tới tháng 12 hàng năm, lá cây ngải tổ, ngải ấn, ngải xoắn quấn lấy nhau. Lá chưa kịp mở thì lá trong đã mọc vươn đẩy lên, vì thế các lá ngoài giữ lấy đầu các lá trong, tạo thành một dãy lá quấn vào nhau như bàn tay bắt ấn. Có lẽ vì căn cứ vào đặc điểm này nên mới có tên là ngải ấn, ngải tổ, ngải xoắn. Nhưng khi thời tiết mùa xuân đầu hạ thì các lá lại bung ra, không ôm lấy nhau nữa, nhìn không khác gì cây nắng hoa trắng nhỏ. Khi cuối mùa xuân cây ngải tổ bung lá ra hết. Cây ngải tổ do xuất xứ từ Thái Lan, có ngoại hình giống cây lá nắng hoa trắng họ Thủy Tiên. Trong những bài thuốc chữa bệnh dân gian, lá cây ngải tổ cũng dùng để xoa bóp những chỗ va đập, sưng tấy sẽ nhanh khỏi và làm mát chỗ đau sưng. Nhưng có một đặc tính của cây rất chậm đẻ cây con, và khi đẻ con thì cũng rất lạ. Các lớp bẹ bên ngoài nứt ra và nảy mầm cây chồi ra, từ đó có một đặc điểm là hoa của cây ngải tổ có thể nói rất ít người có thể được nhìn thấy. Tôi có người bạn thỉnh hai chậu ngải tổ về để phục vụ mục đích kinh doanh của mình. Sau một thời gian trồng chăm hai cây chậu ngải tổ này, cây đã đẻ rất nhiều cây con, nhưng gặp một nỗi đã gần 2 năm mà cây không ra hoa. Sốt ruột, người bạn này hàng ngày chăm tưới và thắp nhang cho cây, đều đặn tâm sự cầu mong cây ra hoa để ngắm nhìn. Cây ngải tổ ra hoa như thế nào thật kỳ diệu. Sau một thời gian thủ thỉ với hai chậu ngải, không phụ lòng người, hai chậu ngải đã ra bông. Giống như hoa cây nắng, hoa cây ngải tổ có màu trắng, đầu nhụy hoa có màu vàng. Hoa có mùi thơm về chiều tối, mùi thơm nhẹ nhẹ dễ chịu, thật tuyệt vời và linh ứng khi những lời tâm sự cầu khẩn của người bạn đã tác dụng ngay với cây ngải tổ, đúng trong thế giới tâm linh đầy bí ẩn và không giải thích được. Về công năng huyền thuật, cây ngải tổ cũng như cây ngải khác, cây ngải tổ do thu nhập được du nhập từ Thái Lan vào Việt Nam nên đặc tính huyền thuật của cây ngải tổ cũng nhập điểm khá khác biệt. Chẳng hạn cây ngải tổ nên trồng vào chậu sành sứ có hình vuông, có màu men xanh sẽ tốt hơn khi trồng vào chậu sứ hình tròn và phát huy hết tính năng huyền thuật. Cây ngải tổ thích hợp với chậu sứ màu xanh. Khi trồng bất cứ loại ngải nào, không cứ ngải tổ, để có tính tâm linh cao thì người trồng phải tâm huyết và am hiểu ngải nghệ, đều biết rằng đất trồng ngải cũng là một phần rất là quan trọng. Các ngải sư đều biết rằng đất trồng ngải phải mang yếu tố của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, đất núi diêm sinh, kim loại sắt, trì, gỗ mục, vỏ sò, huyết biển, cộng với sự luyện công phu của ngải sư sẽ mang lại những công năng huyền thuật được tích tụ trong cây ngải rất cao. Cây ngải tổ là loại cây ưa ẩm và ưa nắng về buổi sáng, vì thế nên tưới nước thường xuyên cho cây vào mỗi buổi tối, buổi sáng trước khi mặt trời mọc. Nước tưới cho cây nên dùng nước giếng khơi, nước ao, nước sông hồ, nước suối không bị ô nhiễm, tránh tưới nước máy dùng trong sinh hoạt dân sinh. Trong nước máy đã được khử trùng có nhiều hóa chất không tốt cho con người nhưng lại không tốt cho cây ngải tổ. Việc tưới tắm cho cây thì hàng ngày phải thắp nhang cắm vào chậu. Trong một tháng có 2 ngày, mùng 2 và ngày 16 thì người trồng ngải phải cho cây ngải ăn bỏng bắp, bỏng thóc nếp. Cứ 2 tháng thì nên cho ăn trứng gà ta một lần. Cách thức cho ăn cây ngải cũng rất đơn giản. Nếu cho ăn bỏng bắp thì ta rắc bỏng xung quanh chậu ngải. Còn cho ăn trứng gà, quả trứng gà ta đục lỗ nhỏ như đầu tăm ở hai đầu, sau đó đào gần gốc cây ngải rồi vùi lấp 1/2 quả trứng mở gà vào đó gần chỗ gốc cây. Một điều khác biệt, các ngải sư không luyện ngải tổ cho mình sử dụng mà chỉ để luyện cấp cho khách hàng muốn thịt ngải tổ về dùng theo mục đích riêng của mình. Lúc này thầy ngải mới lập đàn luyện ngải, ngải sư phải luyện liên tục 49 ngày. Thời gian luyện tốt nhất là ngày mùng 2 âm lịch hàng ngày, bắt đầu lên nhang đọc chú luyện ngải và giờ dậu và kết thúc 49 ngày hội luyện ngải sư cấp cho khách hàng. Khi mang chậu ngải tổ về, thường người ta hay thỉnh hai chậu ngải tổ để hai bên cửa nhà, hàng ngày tưới tắm cho cây, gia chủ phải thắp nhang đủ bách nhật liên tục cho cây ngải thì cây ngải sẽ phát huy hết tác dụng. Cây ngải tổ rất mạnh trong việc cầu tài thương mại. Cũng như người bạn của tôi ở Tây Ninh trước đây làm ăn không thuận lợi, khách khứa ra vào mua bán cũng lèo tèo vắng vẻ, đã thỉnh hai chậu ngải tổ về để hai bên cửa hàng. Sau một thời gian khoảng 6 tháng, công việc làm ăn có sự thay đổi khác biệt rõ rệt. Tuy khách ra vào mua hàng chưa được tấp nập nhưng đã có rất nhiều đơn đặt hàng.
với số lượng nhiều, thường xuyên phải làm từ sáng tới tối muộn để kịp giao cho khách. Về vấn đề như chục người, tình cảm, giao tiếp, ngoại giao, thăng tiến quan chức, tôi chưa nghe thấy các bậc tiền bối nói về sự linh nghiệm của cây ngải tổ trong các lĩnh vực đó. Cũng có thể các ngải sư người Thái Lan quê hương của cây ngải tổ này sẽ luyện được cây đó có những công năng huyền thuật. Ngoài ra, cây ngải tổ là cây ngải rất lành, không kiêng kỵ trẻ con và phụ nữ. Cây ngải tổ cũng không gây khó dễ cho ai khi thỉnh cây về, nhưng vì một lý do nào đó không chăm sóc được cây tới nơi tới chốn. Khi thỉnh cây ngải tổ về để sử dụng cho mục đích kinh doanh thương mại, nếu thỉnh được cả câu chú của cây ngải tổ thì càng tuyệt vời, giúp cho cây ngải phát huy được hết khả năng tâm linh, hộ độ cho gia chủ được mạnh nhất. Dù có thỉnh được chú hay không, gia chủ vẫn thường xuyên chăm sóc cho cây, kết quả những công việc sẽ chuyển biến tốt mà mình không lường hết được. Năm 2006, cây ngải này được tìm thấy tại Thái Lan, có sự chú ý về mặt dược tính của nó trong vấn đề y học, với bó liền xương tạo dựng một mô cơ gân sớm cho người bị nạn. Cây ngải này được mang về Việt Nam trồng tại Cần Thơ trong một vườn thuốc nam. Tuy nhiên, có lẽ vì lý do phong thổ không hợp nên cây ngải phát triển yếu, dược tính cũng giảm đi khá nhiều. Để tìm cách khôi phục dược tính của nó, các thầy thuốc đã đem nó lên miền An Giang, Thất Sơn, nơi đây nổi tiếng ở núi Cấm, Thiên Cẩm Sơn. Từ xưa nay vội tụ vô số, có thể nói hàng trăm loại nam dược kỳ bí lừng danh, hy vọng phát triển mạnh hơn về loại cây quý hiếm. Có lẽ vì phong thổ phù hợp nên cây ngải quấn phát triển khá tốt. Em áp dụng vào trong trồng một năm với phần củ thì thấy ứng dụng khá tốt trong việc bó lành xương, phục hồi mau chóng. Năm 2008, tại vườn thuốc trên núi Cấm có trồng độ 30 cây đem từ Thái Lan về, chia làm hai tốp, một tốp trồng trong chậu, một tốp trồng thẳng xuống đất lên liếp vòng. Kết quả là cây trồng thẳng xuống đất mau ra cây con và phát triển mạnh hơn, nhưng tánh linh ít hơn cây trồng trong chậu sành. Tuy nhiên có phát triển nhưng số lượng ít và chậm nên cây được bán với giá khá cao. Theo kinh nghiệm của Điện Bàn Tây Ninh, nếu trồng chậu thì chỉ một cây thì không bao giờ đẻ ra con. Như khi trồng mỗi chậu hai cây thì đẻ con rất nhanh. Hiện nay Điện Bà đã nhân được giống khá nhiều. Nếu biết cách dùng cây này bó gãy xương nhanh, mạnh hơn ngải dế hay ngải hổ trên núi Cấm, đặc biệt không để lại dị dạng cho chỗ bị thương. Thực tế ít thầy thuốc Việt Nam biết về công năng của cây ngải quấn này, vì nó mới du nhập vào Việt Nam vài năm nay, không hề có tên hay ảnh trong danh mục thuốc nam từ xưa đến nay. Nói về hình dạng thì cây giống như một phiên bản của cây đại tướng quân thu nhỏ. Cây thuộc loại thân mềm, lá bẹ, lá già, lớn lên dài non 1 mét, cao độ 7 tấc, trồng mấy năm khó thấy ra hoa, chắc là hiếm hoa như cây phát tài ở Việt Nam. Đặc điểm có 102 để nhận dạng ra nó: các lá cây ngải quấn xoắn với nhau và khi bắt đầu mọc ở thân cây, khi 2 hay 3 lá cùng xoắn với nhau như sẽ ta xe chỉ vậy, nhưng khi lá bắt đầu phát triển thì tự động các lá dần dần xoay ngược chiều xoắn ban đầu để tự tách riêng ra. Cây ngải xanh cũng có lá mọc kiểu này, như là loại ngải hổ có công dụng khác, thân cây như ma chuột. Đúng ra thì trong cây có vẻ vừa giống cây đại tướng quân, lại vừa có lá tựa giống cây trinh nữ hoàng cung, lại nghe thầy nói quý ở chỗ trị vô sinh cho đàn ông. Bây giờ ta lại bàn về huyền môn một chút. Vì sao nó được ngải quấn? Vì vinh danh là tính chất lá xoắn vào nhau của nó đã đành, nhưng công năng của nó ra sao? Nên thực nghiệm của một vị thầy đã trồng 5 cây ngải quấn, cấp nó cho khách làm ăn, thì cây ngải có một hiệu được ứng đặc biệt khá hay. Sau đây là các kinh nghiệm riêng được rút ra từ cách luyện nuôi dùng huyền môn cho cây ngải này. Nếu trồng theo nghĩa ngải nghệ nên trồng riêng vào chậu hình vuông có dạng đường kính 6 tấc. Ta cũng biết rằng trồng ngải trong chậu vuông hay tròn đều có đặc thù riêng ứng nghiệm của cây. Phía dưới để nhiều đất bùn bờ sông, phía trên độ 1 tấc giải cho chấu phân phía viền chậu, nên lót vào vỏ hến sơ dừa mục, bón đều quanh gốc cây. Đây là cách để cây phát triển xanh cây con quanh gốc trong 2 năm. Có thể không xanh con nhưng cây vẫn phát triển tốt đều. Không nên đặt cây phía sau nhà hay trên cao, mà để trước cửa nhà nếu được, hai cây hai bên tả hữu trước sân nhà là hạng hay hàng hiên thì đều tốt. Nên tưới cây bằng nước giếng hay hơn nước trực tiếp lấy từ đường cấp nước, vì nước giếng có nhiều vi sinh hơn, tốt cho cây. Cây chịu nắng sáng mà thôi, nếu cây nắng chiều sẽ không tốt, nhiều khi chết ở đằng khác.
ta nên làm một ảng thật to hoa súng, hoa sen. Ví dụ ta cho nước vào máy vào đầy và sau đó ngày mai lại múc nước từ ảng đó tưới cho cây. Ngài Tổ thì hay đã từng thực nghiệm khả quan. Từ khi bắt đầu trồng cây vào chậu, ngày mùng 6, 14, 30 âm lịch liên tục 49 ngày đêm, cây sẽ đưa đến cho ta những kết quả tốt không lường. Ví dụ như gia chủ là người đang kinh doanh buôn bán, có sự cạnh tranh hay khó khăn trong công việc. Nếu xem cây đang ra lá và các lá tách ra theo vòng xoắn dần dần tự nhiên, mọi sự bao vây khó khăn đã được giải tỏa. Đặc biệt nhất là tiêu trừ chướng ngại trong kinh doanh, kẻ đối tác không thể hãm hại. Tốt nhất là nên hay trồng hai chậu, gọi là tà ban hữu bộ trước thiên nhà. Ngoài ra nếu thọ được thần chú của cây ngải cuốn, đây là thần chú riêng của cây ngải này, không phải kêu với chung với các loại khác được, vì gọi nếu đúng tên cây ngải bằng chú thuật phù hợp với nó, cây mới có thể phát huy hết công năng cực điểm, tạo nên vận mệnh cát khánh vô cùng cho chủ nhân. Các pháp sư do kẻ thù mướn cũng không thể phá bằng các pháp chú độc hại hay âm binh. Cây ngải tổ lại sẽ thu lấy tất cả các pháp âm tính vào cây hoa, hóa giải nó vào ban ngày theo lá bung ra, vì công hiệu thu nhiếp tất cả các bất pháp. Như vậy nên gọi là cây ngải tổ. Cây còn có công năng gọi người có vợ bé hay nhân tình trở về với vợ con, hay bớt dần từ chối sự ăn chơi bên ngoài, lôi cuốn với người trong nhà tùy theo khấn nguyện của gia chủ đối với vị tổ ngải. Chưa thấy cây có biểu hiện về cột phép yêu thương hay các cách mê hoặc người khác bằng sắc ái như một số ý kiến đã nhận định có thể là có, nhưng sau khi cây ra hoa mới có thể lấy hoa mà thử nghiệm. Nếu ai có hứa hẹn giao tiếp nhưng không đến, có thể dùng một đĩa mới hột để tên đối tác ấy vào năm bảy nữ chín, cây hương thắp lên để hết vào gốc cây ngải đó, sẽ người ấy đến trong vài hôm. Nếu ở xa thì lâu hơn một chút, nhưng không chắc với ai ở hải ngoại vì quá xa. Khi nào người ấy đến sẽ dẹp đựa đĩa đi. Muốn thăng tiến chức vụ, hái hai lá ghi tên tuổi mình và người cấp trên trực tiếp, cột hai lá bằng sợi chỉ đỏ, loại sợi lớn, cột nhiều vòng càng tốt, gói lại vào một lọ sành, cho một nắm muối hột và một nắm nổ rang, đem lọ ra bờ sông hay đầu cầu, tìm nơi miếu thờ hay chỗ thắp nhang khói ven sông chôn xuống, trong 3 tháng sẽ tiến triển khá tốt. Muốn liên kết mình với đối tác nào hay muốn liên kết với nhiều hơn với đối tác đã sẵn quen cũng làm như trên, nhưng chôn dưới chân miếu trên đường lộ không phải ven sông như trên. Khi thiếu hay cần đối tác mới dùng mẹo sau: lấy 3 lá cây giã ra bằng chày gỗ, cho vào lọ thêm chút nước bọt và nước tiểu vào buổi sáng mới thức dậy, đem để ngã ba hay ngã tư ngoài lộ lớn, trong 7-21 ngày liền có thêm đối tác. Muốn có con nuôi hoặc thêm người làm trong gia đình thì lấy 3 lá ngải giã nhỏ thêm vào nước tiểu đồng nam đồng nữ, tùy chọn nam hay nữ, và nước bọt buổi sáng, thêm một nắm muối hột, vài tờ tiền thật và tiền địa phủ, gói hết lại chôn ngã ba đường dưới chân miếu càng tốt, sẽ được người làm tâm giao như ý muốn. Xin nhắc lại, đây là muối hột chứ không phải muối bọt hay muối sạch. Cũng xin nói rõ là đừng để nơi miếu thành hoàng, chỉ nên nơi để nơi các miếu ven lộ thôi. Loại miếu nhỏ dọc đường như vậy sẽ có tác động hay các linh giúp đỡ thông lực quyến rũ cây ngải. Nếu để tại miếu thành hoàng thì tổn thất lắm, sức linh của nó sẽ bị thu hết vào đó. Lá cây có tác dụng giã nát búa chỗ đau, làm lành gân cơ bị tổn thương và làm tan máu bầm, hút da vỡ miệng vào, làm tan một số u bướu gần ngoài da. Lại về nói về huyền bí, cây đã nhiều lần báo mộng cho một gia chủ trồng cây trên năm, các giấc mộng được tương đối chính xác 70-80%. Nếu trồng như vậy cũng không khó lắm, mỗi sáng thắp một nén nhang, cắm vào rìa chậu, ngọn nhang hướng ra ngoài ngõ, tưới một bát nước cho cây. Nếu có chuyện sắp xuất hành thì khẩn cầu cây theo hỗ trợ theo ý muốn, hay kêu cây coi sóc hộ gia đạo, có gì ngăn cản và khiến cho mình biết mà mau về xử lý. Cây ngải không kỵ phụ nữ và trẻ em, tuy nhiên khi trồng nên tránh gà chó bươi phá, như vậy cây sẽ sợ và bị thương tích, sự trợ lực gia chủ sẽ bị giảm bớt đi. Cũng một số khách đã từng thỉnh cây ngải và trồng nhưng không thấy kết quả khả quan. Vì sao? Vì không trồng đúng cách và đúng bộ vị nên đã nói, lại càng không biết thần chú của cây ngải này để đọc và xên cho cây. Loại cây có nhiều tánh linh như vậy, nếu không đưa đúng thần vị của nó vào mà chỉ thắp nhang vái xung quanh thì các phần âm sẽ lợi dụng hương khói tá vào cây mà gây khó dễ cho gia đạo, hỏng
Cầu cúng kiếng, đó là mặt bất lợi khi ta trồng không đúng cách. Bản thân cây này đánh lên khá mạnh nhưng nhang khói đều đặn 49 đến 100 ngày là thấy quả kết quả rất là rõ. Ở đây cũng xin tạm nhắc lại lời thầy tổ đã từng sai người mang cây ngải này từ Thái Lan về. Ngài đã viên tịch vào năm đó vì tuổi một già 85 tuổi, nhưng lời ngài nói tôi còn nhớ rất rõ là cây ngải để tạo lợi ích cho người nhiều hơn bản thân thầy trồng nó. Người thầy cấp phát nó sẽ được cái phước hậu lại cho con cháu, còn chính bản thân người thầy dùng nó nên chuyển sang kinh doanh phù hợp hơn làm pháp sư. Vì các thầy tiếp tục luyện thêm pháp và âm binh, tôi sẽ hàng ngày thu nhiếp lực và hóa giải. Như vậy sự chuyên cần trở nên vô ích, do đó thầy chỉ nên trồng và tôm nó cho khách sử dụng, không nên áp dụng cho chính bản thân mình là vậy. Năm 1969, Đức Ngài Tổ Sư Hòa Thượng Phạm Văn Đời đã từng tu học tại Thái Lan trong một thời gian rất dài. Ngài có đệ tử bên Thái mang giống cây này, hai cây, và Ngài đã dùng linh sai khiến hỗ trợ cho một số đệ tử con em làm ăn kết quả rất khả quan về giao tế và thương mại. Về sau gần năm 1975 loạn lạc đã mất thất lạc hai chậu cây quý này. Cũng có lời đồn rằng vì thấy cây có sự hay như vậy nên một số vị tướng trước năm 75 cho người thu nó vào là vườn lan kiển của ông ta trên Đà Lạt, nhưng về sau vị này cũng ra nước ngoài, không biết số phận hai cây ấy ra sao. Cũng thêm lời khuyên rằng cây ngải không hợp cho người có thu nhập thấp sử dụng. Thực tế khách quan là vì anh chạy xe ôm không thể ra bỏ từng ấy tiền ra sắm một cây ngải, và gia cảnh như vậy cũng khó mang có điền trang để an vị cây cho tốt. Theo kinh nghiệm từng thấy thì khá phù hợp với những ai ở địa vị trung bình trở lên, tức là có kinh doanh làm ăn, có cơ sở phát triển trong hiện tại. Cây sẽ nương đà sẵn đó mà gỡ rối khó khăn, độ cho hanh thông rất mau. Các bạn có thể tham khảo bài Ngải Hậu để sự tương đồng về đối tượng trồng cây này, cây hợp với người có gia đình hơn là độc thân. Theo nhận xét thì cây ngải tổ phát triển tốt ở nhà có đông người ở, tuy nhiên nếu gia chủ tự tay vun cây không nên để người làm vườn tưới vì e có sơ suất không tốt. Một tháng nên có 4 ngày cho ăn, chỉ sau 49 ngày mới cho ăn, đó là ngày mùng 8, 24 cho các cây ăn nổ sắc trà, ngày 26 cho cây ăn trứng gà sống nguyên hột, chôn ở rìa chậu cách gốc độ 2 tấc, chôn sâu xuống, đọc chú cho ngải ăn. Cần có bài chú tổ ngải thiên la mời ngải ăn, ngải thì mới ăn, bằng không ngải sẽ không ăn, cũng như các thầy nuôi binh phải phải xin sắc tổ triệu binh ra mới ăn, chứ không phải ai cho ăn cũng được, khiến nhiều người đoạn nào đã từng học huyền môn chắc biết thừa việc này rồi. Trong bài này Điện Bà có tham khảo một số tư liệu tại trang Thế Giới Bùa Ngải, tham khảo bài viết về ngài tổ của Payan và một số nguồn khác. Xin cảm ơn các bạn đã cho sử dụng tư liệu. Xin các bạn tiếp tục sang bài 10.